Rồi chào anh em nha. Hôm nay mình lên cho anh em một cái bình xăng con quay này 110 nha anh em. Đúng bình xăng con quay này 110 của xe Honda Thái Lan nha anh em. Thì bình này là bình hàng zin tháo xe bên Thái về chưa sử dụng tại Việt Nam nha. Thì cái bình này tình trạng còn rất là đẹp. Từ quả ga tới trong cái bụng luôn. Rất là đẹp, bình tháo xe nguyên bản nha. Đó, chưa có phục hồi, nguyên zin hết tăng đa. Mình chỉ mới vệ sinh sơ thôi, còn anh em muốn về đẹp vệ sinh thêm. Thì cái bình xăng quay này 210 này mình bán cho anh em với giá là 500 nha anh em, 500 cho cái bình xăng quay này 110 zin tháo xe. Bình này anh em mua về phải vệ sinh lại mới chạy nha anh em, vệ sinh làm rong chén là mới chạy nha. Tại bình này bình zin tháo xe bãi bên Thái về đó, nhưng mà còn rất là đẹp nha. Cái bình này còn đẹp lắm nha anh em, bình này mình bán cho anh em với giá là 500.000 một bình nha, 500.000 cho bình này. Cái bình quay này thì anh em nhận biết đơn giản chỉ cho anh em nè. Thứ nhất cái nắp đó nè, cái nắp của nó là không phải là, nó không phải là một cái cây sắt quẹo cong, mà nó là nó chỉ đúc như vậy thôi, và nó có cái núm cao su chụp như vậy nha. Điểm phân biệt đầu tiên bình xăng quay này 110. Điểm thứ hai là cái mã trên ngay chỗ cái miệng này nè, mã nó là KFNC chứ không phải là KFL. KFL là của máy quay 110 con tự động, còn KFLG là của máy quay 110 con tay đó. Thì anh em nào biết chơi thì biết rồi, cái bình quay này 110 này vô xe chạy nó nhẹ lắm nha anh em, nhẹ hơn cái bình quay Thái 110 KFL luôn nha đó. Mình bán cái bình này giá là 500 thôi cho bình này, anh em mua về vệ sinh là chạy nha. Cái bình này quả ga tuyệt đẹp luôn nha anh em, mình kiểm tra rồi đó. Nè, cháy ga cực đẹp nè, không xước không liếm luôn đó, cháy ga cực đẹp không xước không liếm nha. Còn bên trong là bao anh em là tuyệt vời luôn, bên trong là đẹp lắm. Tại vì mình tháo ra mình vệ sinh rồi, mình phải biết cái gọi là cái món hàng mình đang bán, món hàng gì, chất lượng như thế nào thì mình mới tự tin mình bán nha. Mình là người thật việc thật, mình bán mình mới vậy, mình mới dám tự tin mình nói món đồ mình bán. Đây, bình đẹp không lỗi lầm, chưa vệ sinh nha. Anh em về vệ sinh lại, thổi đường gió rồi rong chén rồi này kia các kiểu. Đây, zin nguyên bản chưa đụng chạm nha anh em. Đó, xanh lè luôn. Chắc bình này rất là đã nha. Rồi, bình này mình bán 500.000. Anh em nào chốt alo mình nha. 0933996332. Bình xăng quay này 110 zin tháo xe Honda Thái Lan về chưa sử dụng tại Việt Nam, anh em mua về làm vệ sinh lại chạy nha. Bên này lên xe là bao VIP luôn cho anh em nha anh em.